Chào các em. Thì trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng ôn lại một số công thức của bài trước nha các em. Nhắc lại kiến thức cũ thì các em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành cho cô các công thức sau nha. Công thức số 1, căn A bình bằng. Công thức số 2, căn của A nhân B bằng với AB lớn hoặc bằng 0. Công thức số 3, căn của A phần B bằng với A lớn hoặc bằng 0, B lớn hơn 0. Công thức số 4, căn A bình nhân B bằng với AB lớn hoặc bằng 0. Công thức số 5, A căn B bằng. Thì công thức số 5 này có hai trường hợp nha mấy em. Công thức số 6, căn của A phần B bằng với A nhân B lớn hoặc bằng 0 và B khác 0. Công thức 7, A phần căn B bằng với B lớn hơn 0. Thì các em có thời gian hoàn thành 7 công thức này trong thời gian là 3 phút. Thì sau 3 phút cô và các em sẽ cùng soi đáp án nha. Được chưa? Rồi bây giờ mình sửa nha. Công thức số 1, căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Công thức số 2, căn của A nhân B bằng căn A nhân căn B. Công thức 3, căn của A phần B sẽ bằng căn A phần căn B. Công thức 4, căn A bình nhân B bằng giá trị tuyệt đối của A nhân căn B. Công thức số 5, trường hợp 1 thì ra căn A bình nhân B. Trường hợp 2, ra kết quả là trừ căn A bình nhân B. Công thức 6, căn của A phần B sẽ bằng 1 phần giá trị tuyệt đối của B, tất cả nhân của căn AB. Công thức cuối cùng, A phần căn B sẽ bằng A căn B phần B. Được chưa? Thì đây là những cái công thức mà các em đã học ở các bài từ bài 1 đến bài 7. Thì hôm nay chúng ta sẽ áp dụng những công thức này để học tiếp bài số 8, rút gọn biểu thức trước công thức bậc 2. Các em ghi bài và tập cho cô nha. Bài 8, rút gọn biểu thức trước công thức bậc 2. Ví dụ số 1. Bây giờ ví dụ 1 này, cô cho hai câu. Cô hướng dẫn các em làm câu A, rồi sau đó câu B các em sẽ tự làm lấy nha. Nè, câu A, rút gọn 5 căn A cộng 6 nhân căn A phần 4 trừ A nhân với căn 4 phần A cộng với căn 5 với A lớn hơn 0. Nè, cô chép đề lại nè. Bây giờ rút gọn nghĩa là sao? Rút gọn có nghĩa là từ một cái biểu thức ban đầu á, mấy em biến đổi, mấy em thu gọn lại làm sao để cho số hạng tử cuối cùng ít hơn cái biểu thức đã cho. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là biến đổi cái biểu thức này nè, cho nó xuất hiện những căn thức đồng dạng, rồi thu gọn nó là xong. Được chưa? Rồi vậy thì bây giờ mấy em xem cô hướng dẫn nhanh trên màn hình nha. Bây giờ 5 căn A này nè, khai phương cũng được, vì cô ghi lại. Rồi bây giờ tới biểu thức số bây giờ tới hạng tử số 2 nha. Cô dùng quy tắc khai phương một thương, cô tách nó ra là căn A phần căn 4, được chưa? Rồi tương tự như vậy, cô cũng tách nó ra căn 4 phần căn A, căn 5 ghi lại. Được hết em? Rồi tiếp tục nha. 5 căn A này cô ghi lại. Rồi tới đây nè, căn 4 là mấy? Căn 4 có phải là 2 không? Như vậy 6 chia cho 2 là 3 căn A. Rồi tới đây, bây giờ tới đây cô muốn rút gọn A với căn A này nè. Như vậy cô phải đưa A này cũng về căn luôn. Như vậy đưa nó vào trong dấu căn thì mình thêm mũ 2 lên, tại vì A dương mà. A dương thì mình đưa vào trong dấu căn thì mình mũ 2 lên là xong. Rồi căn 4 này là 2, vậy là 2 phần căn A. Căn 5 ghi lại. Đến nay mình thấy xuất hiện hai căn thức đồng dạng nè. Như vậy thì mình cộng hai hệ số. Như vậy 5 cộng với 3 là 8, vậy 8 căn A. Căn A bình rút gọn với căn A thì còn lại 2 căn A, căn 5. Đây. Thì đến nay mình thấy căn A với căn A này là tiếp tục đồng dạng nữa, mình thu gọn tiếp. 8 trừ 2 là 6, 6 căn A, căn 5 hạ xuống. Thì từ 4 hạng tử mình thu gọn, mình biến đổi xong, mình thu gọn còn 2 hạng tử, mà 2 hạng tử này không đồng dạng với nhau. Như vậy thì đến đây mình đã thực hiện xong rút gọn đó mấy em.
được chưa? Khi nào mà mình rút gọn nữa, khi nào mà không còn hạng tử đồng dạng nữa thì thôi nha. Rồi đây là câu A. Rồi, hiểu bài chưa hết em? Rồi bây giờ tương tự như câu A ha, các em tự làm cho cô câu B. Câu B rút gọn: K bằng 3 căn 5A trừ căn 20A cộng 4 căn 45A cộng căn A với A lớn hơn bằng 0. Rồi giờ cô đề nghị các em tự làm trong 3 phút. Rồi sau đó cô và các em sẽ cùng sửa bài nha. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ sửa nha. Chép đề lại trước ha. Rồi bây giờ kiểm tra cái bốn hạng tử nó có đồng dạng không? Không ha. Bây giờ số 5 này nè, khai phương được không? Số 5 này mình khai phương không được nè. Mình ghi nó lại. Mình khai phương nó lại. Năm này khai phương không được nên tôi ghi lại. Bây giờ 20 này nè. 20 này ở bên trước mấy em có học rồi đó. Thì 20 này mình tìm cách mình tách nó ra. Mình tách nó ra hai thừa số mà có một số khai phương được đó. Như vậy thì cô sẽ tách nó ra là 4 nhân với 5. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, 45 này cô tách nó ra là 9 nhân với 5. Rồi căn A này cô ghi lại. Được không em? Rồi tiếp nha. 3 căn 5A ghi lại. Số 4 này nè, mình đưa nó về 2 mũ 2 cũng được, hoặc là mình đem trực tiếp nó ra ngoài luôn cũng được. Thì số 4 này mình đem nó ra ngoài giúp căn là số 2. Tương tự số 9 cô đem nó ra ngoài là số 3. Rồi căn A ghi lại. Rồi hạ xuống ha, hạ xuống này thu gọn lên đi, 4 x 3 thu gọn lại, hạ xuống. Thì tới đây mấy em thấy nó xuất hiện mấy căn thức đồng dạng nè, 1, 2, 3. Như vậy thì cô sẽ nhẩm 3 hệ số nè. 3 trừ 2 là 1, 1 cộng với 12 là 13. Vậy là 13 căn 5A. Rồi cộng căn A hạ xuống. Rồi tới đây là xong nha. Rồi tới đây có nhiều bạn lấy 5A nè, cộng với 1A này ra căn 6A là sai nha mấy em. Hai hạng tử này không có đồng dạng. Nên mình làm tới đây là mình dừng lại được rồi. Được chưa? Okay. Như vậy thì qua ví dụ A và ví dụ B thì cô rút ra một cái quy tắc để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Thì bước 1 thì cô sẽ dùng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc 2 nếu có. Nếu có là có thể dùng được 7 công thức chúng ta ôm hồi nãy thì chúng ta sử dụng. Còn trong trường hợp là còn cách khác nữa thì cô sẽ hướng dẫn các em giải thích cách khác. Rồi bước 2 là vận dụng quy tắc thực hiện phép tính để thu gọn. Được chưa? Rồi bây giờ mình áp dụng cái quy tắc rút gọn này, mình làm cho cô bài tập là 58 nha. Bài 58B sách giáo khoa. Rút gọn biểu thức căn 1/2 cộng căn 4,5 cộng căn của 12,5. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn câu B, rồi sau đó các em sẽ tự làm các câu còn lại ha. Bây giờ cô hướng dẫn cách 1 trước nè. Cách 1. Bây giờ căn 1/2 cô ghi lại. Bây giờ 4,5 này phải không? Cô cũng đưa nó về phân số. Vậy cô 4,5 này cô đưa nó về phân số là 9/2. Rồi 12,5 cô đưa nó về phân số là 25/2, được chưa mấy em? Rồi. Rồi tới đây nè. 9 này nè. Có phải là 9 nhân với 1 không? À, 25 nè. Phải 25 nhân với 1 không? Rồi. Hạ căn 1/2 xuống. Số 9 này mình đem nó ra ngoài dấu căn, nó là số mấy? Số 3. Vậy là 3 căn 1/2. 25 này cô đem nó ra ngoài dấu căn là số 5. Thì tới đây ba căn thức này đồng dạng với nhau. Khi nó đồng dạng rồi thì mấy em chỉ cần nhẩm hệ số thôi. 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 5 là 9. Vậy là 9 căn 1/2. Thì khi mình giải được tới đây, mình thấy cái biểu thức này còn dấu căn lớn nè, thì mình tìm cách mình khử mẫu của biểu thức lấy căn luôn. Như vậy thì muốn khử mẫu của biểu thức lấy căn này nè, thì mình nhân tử và mẫu cho 2. Cô nhân tử và mẫu cho 2. 1 này nhân 2 được 2. 2 này em nhân 2 nữa là 2 bình. 2 bình này em đem nó ra ngoài dấu căn được.
em đem nó ra ngoài dấu căn luôn, thì đó là 9 phần 2 tất cả nhân với căn 2, được chưa mấy em? Thì để mà làm được cách 1 á, thì các em phải nắm được những công thức mà các em đã học một cách là cặn kẽ, rồi mấy em phải vận dụng linh hoạt nữa thì mới giải được cách 1. Nên cô có một cái cách trình bày khác để cho những bạn nào mà học trung bình đó cũng có thể giải được cái dạng bài tập này nha. Cách số 2. Bây giờ cách số 2 thì cô sẽ toàn bộ là cô hướng dẫn bấm máy hết. Cái câu này nè, nó là cái câu 1A của đề thi tuyển sinh được phép bấm máy, nên cô sẽ hướng dẫn cách 2 là bấm máy để cho những bạn học trung bình vẫn làm được cái câu này ha. Bây giờ ở đây cô có 3 dấu căn nè, thì cô bấm 3 lần, rồi bấm dấu căn thứ nhất nè, bấm dấu căn thứ hai, rồi bấm dấu căn thứ ba, được chưa? Rồi tới đây nếu mình nhẩm được thì mình nhẩm. Ở đây mình thấy căn 2 phần 2 giống nhau ha. Như vậy thì chỗ này không ghi gì hết là số mấy mấy em? Là số 1 nha. 1 nè, cộng 3 là 4, 4 cộng 5 đó là 9. Như vậy 9 căn 2 phần 2, được chưa? Nếu mình nhẩm không được thì mình bấm máy. Được ha. Rồi thì bây giờ mấy em áp dụng câu B, mấy em làm cho cô các câu còn lại nha. Câu A, câu C và câu D. Rồi mình sửa nha mấy em. Thì bây giờ ba câu này cô sẽ sửa cách 2 hết. Rồi về nhà các em tập trình bày theo cách số 1 giùm cô nha. Rồi bây giờ mình nhìn thử nè. Rồi ở đây người ta cho là 5 căn 1 phần 5. Ở chỗ này không ghi gì hết là dấu nhân đó. Ở đây cũng vậy nè, 1 phần 2 nhân căn 20. Thì phép nhân, phép cộng thì mình làm phép nhân trước. Như vậy thì cô dùng máy tính bấm nguyên cái cụm thứ nhất này ra nè. Rồi bấm nguyên cái cụm số 2 luôn nha, bấm 1 phần 2 luôn á. Rồi cụm số 3 hạ xuống, 1 căn 5 cộng 1 căn 5 là 2 căn 5, cộng với 1 căn 5 nữa là 3 căn 5, được chưa? Rồi câu B. Câu B cũng vậy ha. 1 hạng tử, 2, 3, 4. Như vậy cô bấm 4 lần nè. Được chưa? Rồi thì tới đây mình thấy căn 5 với căn 5 này đồng dạng. Như vậy thì mình lấy 2 trừ 3 là trừ 1 căn 5. Số 1 thì mấy em khỏi ghi ha. 9 nè, cộng với 6 là 15. 15 căn 2, được chưa? Tới đây là xong nha, căn 5 với căn 2 này nó không có đồng dạng. Rồi câu D. Rồi câu D cũng vậy ha. Phép nhân nè, phép cộng nè. Phép nhân, phép cộng thì mình thực hiện phép nhân trước, cộng sau. Như vậy thì cô sẽ bấm nguyên cái phép nhân này nè, ra căn 2. Bấm nguyên cụm này, bấm nguyên cụm này. Rồi 1 nè, cộng 0,4 là 1,4, cộng với 2 nữa là 3,4 căn 2, được chưa? Rồi cô nhắc lại ha. Về nhà các em làm lại bài 58 theo hai cách giùm cô nha. Những bạn nào học khá giỏi thì các em làm theo hai cách, còn những bạn nào học trung bình thì các em có thể làm theo cách 2 thôi cũng được ha. Rồi bây giờ cô qua một cái dạng bài tập khác nha. Ví dụ số 2, chứng minh đẳng thức 1 cộng căn 2 cộng căn 3, tất cả nhân với 1 cộng căn 2 trừ căn 3 là chứng minh là bằng 2 căn 2. Bây giờ chứng minh đẳng thức là làm gì? Chứng minh đẳng thức có nghĩa là mình biến đổi cái vế từ cái vế phức tạp thành cái vế đơn giản hơn. Còn có khi là mình sẽ chứng minh hai cái vế đó là cùng bằng với một cái biểu thức thứ ba nào đó. Nhưng mà thường thường thì đề thi nó cho dạng 1 nhiều hơn. Vậy thì bây giờ mấy em nhìn trong ví dụ 2 xem. Vế trái và vế phải, vế nào phức tạp hơn? Có phải là vế trái không? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh ví dụ 2 ngoài giấy nháp nha. Các em quan sát cách làm của cô nha. Mình có phải xác định được vế phức tạp là vế trái nha. Vậy thì cô sẽ ghi vế trái lại nè. Vế trái là bằng 1 cộng căn 2 cộng căn 3 nhân cho 1 cộng căn 2 trừ căn 3.
Rồi bây giờ mấy em nhận xét giùm cô cái quế trái này nó có gì đặc biệt nè. Có phải là nó có 1 cộng căn 2 giống nhau không? Như vậy thì cô đặt 1 cộng căn 2 này là A. Đây cũng là A ha. Rồi, căn 3 này cô đặt là B. Vậy thì khi đó mấy em thấy có phải là xuất hiện hằng đẳng thức là A cộng B nhân với A trừ B không? Vậy cô có A cộng B. Rồi, nhân với A trừ B. Rồi ra gì mấy em? Có phải là nó bằng A bình trừ B bình không? Em. Rồi, như vậy thì áp dụng vào bài này nè, thì cô có A bình là nguyên cụm này ha, 1 cộng căn 2 tất cả bình A bình ha trừ B bình thì là căn 3 tất cả bình, được chưa? Thì khi mình giải đến đây ấy, mình lại thấy xuất hiện tiếp một cái hằng thức nữa là A nè cộng B tất cả bình. Vậy cô ghi tiếp một cái hằng thức nữa, A cộng B tất cả bình. A cộng B tất cả bình thì bằng gì em? Có phải là bằng A bình nè cộng 2AB cộng B bình không? Hằng thức tới lớp 8 ha. Rồi vậy cô khai triển hằng đẳng thức này cho cái biểu thức trong cái cho cái dấu ngoặc này thôi nha. Vậy A là 1 nè, B là căn 2 nè, cô thế vào đây. Vậy A bình chính là 1 bình cộng 2 nhân A nhân B, nhân A là 1 nhân B là căn 2 cộng B bình là căn 2 tất cả bình. Rồi căn 3 nè, cô ghi lại. Được chưa? Được chưa em? Rồi mình thu gọn lại nha. Một bình là 1. 2 nhân 1 này là 2. Vậy đây là 2 căn 2. Rồi căn 2 bình là 2. Rồi căn 3 bình là 3. Rồi tới đây mình thấy là 1 nè cộng 2 là 3, 3 trừ 3 này là hết. Như vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là 2 căn 2. 2 căn 2 này chính là vế phải của đề bài, vế phải đều phải chứng minh. Được chưa? À, như vậy thì cô nhắc lại lần nữa, muốn chứng minh đẳng thức là phải biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản ha. Rồi các em coi có hiểu bài không? Rồi có hiểu hiểu bài thì ghi bài vô giùm cô nha. Rồi sửa bài vô giùm cô nha. Rồi cô qua một cái ví dụ khác nha. Rồi cô qua một cái chấm hỏi 2 khó hơn nè. Chứng minh đẳng thức với A lớn hơn bằng 0, B lớn bằng 0. A căn A cộng B căn B phần căn A cộng căn B trừ căn AB bằng căn A trừ căn B tất cả bình. Thì bây giờ mấy em xác định coi xem cái vế mà phức tạp hơn có phải là vế trái không? Vế trái nha. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh chấm hỏi 2 này nha. Chấm hỏi số 2. Bây giờ mình xác định được vế phức tạp là vế trái nè, thì cô ghi vế trái lại nè. Vế trái là bằng A căn A
cộng b căn b, thấy không em? Thấy không? Rồi tiếp nha em. Trừ căn AB, A căn A cộng B căn B, phần căn A cộng căn B trừ căn AB. Thì thường thường mấy em thấy căn A cộng căn B với mẫu nè, thì mấy em hay nhân lượng liên hợp. Mấy em hay nhân lượng liên hợp là căn A trừ căn B. Nhưng mà khi mấy em nhân vào thì đụng cái tử này nè, chắc là còn khó hơn nữa. Đúng cái tử này mấy em còn khó giải quyết hơn nữa. Nên cái bài này cô thử đi theo một cái hướng khác, cô áp dụng hằng thức xử xem nha. Rồi bây giờ cô có A căn A, A căn A A căn A này đề bài cho mình A lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy thì cô đem A này vào trong dấu căn luôn, có phải là nó là A mũ 2 nhân với A không em? Rồi A mũ 2 nhân với A này mình gom hết lại, rồi A mũ 3, mũ 3 này cô ghi ra ngoài luôn là căn A tất cả mũ 3, hiểu không? Rồi tương tự như vậy, B căn B chính là căn B tất cả mũ 3, được chưa? Vì mình ghi kết quả vô đây nè. Căn A tất cả mũ 3 cộng căn B tất cả mũ 3 căn AB ghi lại, được chưa em? Thì đến nay mình thấy xuất hiện hằng đẳng thức A mũ 3 cộng B mũ 3 nữa nè. Vậy cô ghi công thức A mũ 3 cộng B mũ 3 ra. A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình, được chưa? Rồi rồi mình áp dụng vào cái bài toán này ha. Như vậy thì A là nguyên cái căn này, căn A này là A lớn á, căn B này là B lớn á. Vậy mình lắp vào công thức này nha, mấy em theo dõi nha mấy em. Lấy A cộng B, vậy lấy hai này cộng lại, rồi A bình, A bình vậy là căn A tất cả bình trừ A nhân B, thì trừ 2 này nhân lại. Rồi, cộng B bình, cộng B bình vậy là căn B bình. Rồi rồi mẫu ghi lại ha. Rồi trừ căn AB này cũng ghi lại nè, được chưa? Chứ thấy không em? Rồi rồi bây giờ mình phát hiện là căn A cộng căn B là căn A cộng căn B giống nhau nè. Như vậy thì cô rút gọn cái cụm căn A cộng căn B nè. Như vậy thì sẽ còn lại là căn A bình trừ căn AB, căn A nhân căn B cộng căn B bình. Rồi cái này cô tách nó ra luôn nha, cô tách nó ra luôn là căn A nhân căn B, được chưa? Thì đến nay mình sẽ phát hiện là căn A nhân căn B, căn A nhân căn B này giống nhau vì nó đồng dạng nè. Vậy mình thu gọn hai cái này lại luôn, thì cô sẽ có căn A tất cả bình đồng dạng, thì mình tính hệ số. Vậy đây là mấy em?
trừ 1 nữa, vậy là trừ 2. Rồi. Rồi, để tính. Đây. Nó giống giống hằng nguyên thức ở lớp 8. Đây cô có cái một cái hằng nguyên thức ở lớp 8 nè. A bình trừ 2AB cộng B bình, thì đây chính là hằng thức nào mấy em? Không phải, đây chính là A trừ B tất cả bình không? Như vậy thì A trừ B tất cả bình, vậy thì bài này sẽ bằng là căn A trừ cho căn B tất cả bình, và đây chính là vế vế phải, đều phải chứng minh được không? Khó quá ha. Để cho em xem coi chỗ nó không hiểu thì hỏi ha. Rồi sửa bài vô cho cô nha. Rồi, xong chưa? Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Bây giờ mấy em này, áp dụng mấy em làm cho cô chấm hỏi số 3. Chấm hỏi số 3 này cô cho hai câu. Rút gọn biểu thức x bình trừ 3 phần x cộng căn 3. B 1 trừ A căn A phần 1 trừ căn A, với A lớn hơn hoặc bằng 0 và A khác 1. Bây giờ cô hướng dẫn câu A cách 1 nhanh nha. Câu A cách 1. Rồi đây, thường thường thì mấy em thấy x cộng căn 3 thì mấy em sẽ hay nhân lượng liên hợp. Thì nhân lượng liên hợp là x trừ căn 3. Giờ mình nhân vô thử nha. Khi mình nhân với x trừ căn 3 thì ở dưới mẫu này xuất hiện hằng nguyên thức số 3 nè, thấy không? Đây. X bình trừ căn 3 bình thì chính là bằng x trừ x bình trừ 3. Rồi mình rút gọn x bình trừ 3 với x bình trừ 3 thì còn là x trừ căn 3, được chưa? Rồi đây là mình dùng cái cách là nhân lượng liên hợp mà mình đã học ở bài bài số 7 đó. Rồi bây giờ cô sẽ giải cái câu A này theo cách theo cái hướng hằng nguyên thức như chấm hỏi 2 nãy mình làm thử xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải theo hướng hằng thức. Rồi, chấm hỏi 3. Câu A. X bình trừ 3 phần x cộng căn 3. Bây giờ x bình trừ 3 này nè, x bình trừ 3 nó có hai hạng tử. Như vậy thì ta sẽ liên tưởng đến hằng nguyên thức ở lớp 8 là hai hạng tử mà có dấu trừ ở giữa. Như vậy thì nó sẽ là hằng nguyên thức là A bình trừ B bình đó em. Chưa? Như vậy thì cô A bình là x bình viết lại nè. Bây giờ số 3 này đưa nó về bình phương, mình muốn đưa nó về bình phương thì mình phải đưa thừa số vào trong dấu căn. Số 3 này dương, như vậy cô đưa nó vào trong dấu căn chính là căn 3 tất cả bình, được chưa mấy em? Nhờ coi được chưa? Rồi mẫu này cô ghi lại. Rồi được ha. Rồi tiếp tục nha. Rồi A bình mà trừ cho B bình thì bằng A cộng B nhân với A trừ B. Đó. Như vậy x bình trừ căn 3 tất cả bình, A cộng B có phải là bằng x cộng căn 3 không? Nhân với A trừ B là x trừ cho căn 3. Rồi mẫu ghi lại. Chưa? Rồi, x cộng căn 3 với cộng căn 3 giống nhau nè. Như vậy thì mình rút gọn cuối cùng sẽ còn lại là x trừ cho căn 3.
mình so sánh kết quả với cách một thì vẫn giống ha, mình tùy mấy em thôi, mấy em thấy cách nào mấy em dễ hiểu thì mấy em sửa cách đó vô giùm cô nha. Rồi đó là câu A ha. Rồi cô qua câu B. Câu B, câu B rút gọn 1 trừ A căn A phần 1 trừ căn A thì bây giờ mình muốn nhân lượng liên hợp á, là lượng liên hợp của 1 trừ căn A đó thì chính là 1 cộng căn A. Thì bây giờ mấy em về nhà mấy em tự mấy em giải cách 1 theo cách nhân lượng liên hợp giùm cô ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn theo cái cách là đi theo hằng đẳng thức. Tại vì cô thấy A căn A này nè, hồi nãy mình có làm rồi, A căn A chính là căn A tất cả mũ 3, tất cả mũ 3. Như vậy thì do A căn A này đưa nó về mũ 3 thì số 1 này cô cũng đưa nó về mũ 3 luôn, là 1 mũ 3. Rồi mẫu ghi lại được chưa mấy em? Như vậy thì đến nay mình sẽ thấy xuất hiện một hằng đẳng thức là A mũ 3 trừ cho B mũ 3. Thì bằng gì nè? A mũ 3 mà trừ cho B mũ 3 và là bằng A trừ B nhân cho A bình cộng AB cộng B bình không? Đó không em? Không? Rồi bây giờ mình áp dụng nha. A trừ B, lấy hai cái này trừ lại nè, 1 trừ căn A, A bình thì là 1 bình cộng A nhân B, lấy hai này nhân lại, cộng B bình thì là căn A tất cả bình. Được chưa? Rồi mẫu cô ghi lại ha. Rồi đến đây bạn nào có phát hiện gì nè? 1 trừ căn A, 1 trừ căn A giống nhau. Như vậy thì cô thu gọn lại luôn, cô rút gọn 1 trừ căn A ha. Như vậy thì sẽ còn lại là 1 bình nè cộng 1 nhân căn A cộng căn A tất cả bình. Hiểu tới đây không em? Thì tới đây mình có thể thu gọn tiếp nữa, thì 1 bình này cô đổi nó ra luôn là bằng 1 1 nhân căn A nhân với 1 thì bằng chính nó. Rồi căn A bình, đề bài cho mình A là số dương, A là số dương, như vậy thì bỏ căn bỏ bình gắn giá trị tuyệt đối, mà do A dương thì ra A luôn nha em, được chưa? Như vậy thì trong tiết học ngày hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em là một là rút gọn biểu thức, hai là chứng minh đẳng thức. Bây giờ các em áp dụng những công thức mà các em đã học làm tiếp cho cô bài tập. Bài tập 60 trang 33 sách giáo khoa nha. Cô cho mấy em là biểu thức B bằng căn 16x cộng 16 trừ căn 9x cộng 9 cộng căn 4x cộng 4 cộng căn của x cộng 1 với điều kiện x lớn bằng trừ 1. Câu A rút gọn biểu thức. Câu B tìm x sao cho B có giá trị là 16. Cô sẽ giải nhanh bài này nha. Câu A, bây giờ mấy em nhìn nè, bây giờ mình khai phương một tích được không? Không, khai phương một thương được không? Như vậy thì đối với bài này nè, mình thấy ở đây có dấu cộng, mình phải giải quyết trước. Như vậy cô phát, em nhìn biểu thức B, mấy em có phát hiện ra gì không? 16 nè, 16, 9, 9. Như vậy thì mình gặp cái dạng này nè, thì mấy em đặt nhân tử chung trong căn trước giùm cô. Đây, cô đặt nhân tử chung trong căn trước, đặt 16 ra, còn x cộng 1, đặt 9 ra, còn x cộng 1, đặt 4 ra, còn x cộng 1, được chưa? Thì đến đây nè, thì nó sẽ xuất hiện phép nhân ở giữa số 16 và cái dấu ngoặc này nè, thì mấy em được quyền đưa nó ra ngoài dấu căn, đưa 16 ra ngoài dấu căn là 4,
đưa 9 ra ngoài dấu căn là 3, đưa 4 ra là 2, hạ xuống được chưa? Mình biến đổi là rút gọn biểu thức là mình đưa nó về những căn thức đồng dạng mà. Vậy thì tới đây cô sẽ có 4 căn thức đồng dạng nè. Vậy cô tính hệ số nha. 4 nè, trừ 3 là 1, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng với 1 nữa là 4. Vậy là 4 căn x cộng 1. Được chưa mấy em? Cô có hiểu không? Đó là câu A ha. Rồi bây giờ câu B. Tìm x sao cho B có giá trị là 16. Bây giờ đề bài cho mình là B có giá trị là 16. Bây giờ B này mình lấy biểu thức của đề bài cho, hay mình lấy biểu thức dưới này gọn hơn? Mấy em so sánh thử ha. Phải là mình lấy biểu thức dưới không? Đây, do đề cho mình B bằng 16, vậy cô cho nguyên cái biểu thức B này bằng 16. Cô chuyển số 4 này qua tay phải, như vậy là 16 chia 4 là 4. Đến đây thì mình áp dụng bài căn bậc 2 số học, bỏ căn ở bên đây, thêm bình thì x cộng 1 sẽ bằng 4 bình. Vậy từ đây cô có được x bằng 15. X bằng 15 so với điều kiện đề bài thì lớn hơn bằng trừ 1, thỏa điều kiện. Vì tới đây mình kết luận là x bằng 15 thì B có giá trị là 16. Được chưa? Thì cô nhắc lại trong bài tập 60, mà mấy em muốn rút gọn biểu thức B thì nhớ khi nó có dấu cộng ở trong căn thì nhớ là đặt nhân tử chung ở trong dấu căn trước ha. Và như vậy thì bài học ngày hôm nay cô hướng dẫn cho các em là kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn bậc 2. Thì để biến đổi được biểu thức chứa căn bậc 2 thì ta phải dùng phép tính là phép khai căn, phép nhân, phép chia. Rồi về phép biến đổi thì em đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn và chụp căn thức ở mẫu. Chụp căn thức ở mẫu này thì có 3 trường hợp hết em. Được chưa? Rồi ngoài những phép tính và phép biến đổi này nè, thì về nhà cô đề nghị là chúng ta ôn lại hằng đẳng thức ở lớp 8 nha. Rồi trong những ví dụ chấm hỏi số 2 nè, chấm hỏi số 3 nè, tất cả đều có dùng hằng đẳng thức hết. Nên về nhà các em phải ôn thêm hằng đẳng thức lớp 8 giùm cô nha. Rồi xong thì làm lại các ví dụ, làm lại các chấm hỏi và giải tiếp những bài còn lại trong sách giáo khoa nha. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào thứ 6 ha.